Vâng, xin chào quý anh chị nhà đầu tư là tôi. Thì trong video ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người cách để làm sao chúng ta tự ở nhà cho tìm hiểu được bất động sản ở Cam Lâm Khánh Hòa. Bởi vì nhiều nhà đầu tư muốn đầu tư ấy, nhưng mà không biết bắt đầu tìm hiểu bất động sản ở từ Cam Lâm ấy, ở đâu, bởi vì chưa hiểu cái thị trường ấy. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ với mọi người cách để chúng ta làm sao chúng ta hiểu được cái tiềm năng của khu vực đó, cũng như là làm sao chúng ta hiểu được tổng quan khu vực để mình đưa ra những cái lựa chọn đầu tư làm sao tốt nhất. Đây là một cái video tôi hướng dẫn mọi người cách để mình tìm hiểu thông tin về bất động sản ở tại Cam Lâm Khánh Hòa. Thì nhiều người có thắc mắc và hỏi tôi rằng là hỏi tôi ở đâu và hiện tại tôi đang công tác ở đơn vị nào. Thì tôi xin chia sẻ với mọi người, tôi là Long, hiện tại tôi đang là chủ nhóm kinh doanh ở Mega Group. Địa chỉ văn phòng của tôi là ở 145 Mễ Trì. Thì tôi là người ở Hà Nội nhé. Mọi người nghe, mọi người đừng nghĩ mình ở trong Nha Trang nhé. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để làm sao chúng ta tự tìm hiểu nhé ở bất động sản ở tại Cam Lâm. Thì đầu tiên ấy, mọi người vào Google, sau đó là mọi người vào là đăng nhập vào Google Maps. Mọi người ghi phần map này, map Google này, sau đó mọi người điền cái phần gọi là Cam Lâm ở đây. Đây là cái mình nói là Cam Lâm, mình search vị trí ở Cam Lâm để mình để Google Map cho xem Cam Lâm ở thuộc vị trí nào. Đấy, đây là Cam Lâm Khánh Hòa này. Và mọi người nhớ mọi người ấn click vào đây nhé để xem chuyển sang bản đồ vệ tinh nhé. Đây là một cái bản đồ, ở đây chuyển sang bản đồ vệ tinh này, mọi người ấn vào đây nó chuyển qua cho mình một cái bản đồ vệ tinh. Ngay trong một chút. Đấy, đây chính xác là cái bản đồ vệ tinh. Đây chính xác là bản đồ vệ tinh của Cam Lâm. Thì khi mọi người search Cam Lâm này nhá, thì mọi người thấy là những cái vạch đỏ này nó chính xác là ở Cam Lâm. Cam Lâm cái gọi là vị trí địa lý của nó ấy, thì gồm những từ cái vạch kẻ đỏ này và tổng quan nó sẽ là Cam Lâm. Thì mình có thể zoom nhỏ lại để xem Cam Lâm thì sao, nó là vị trí nào. Thì đầu tiên nó nằm cạnh thành phố Nha Trang. Mọi người nhắc đến Nha Trang chắc mọi người đã hiểu quá rõ rồi. Nha Trang một thành phố phát triển vô cùng sầm uất, rất nhiều các khu dịch vụ thương mại cũng như là khu du lịch biển rất là đẹp ở cả ở Nha Trang. Và hơn nữa là khi nhắc đến Khánh Hòa thì thường họ sẽ nhắc Nha Trang nhiều hơn, chứ họ không nhắc đến Cam Lâm. Về Cam Lâm là một khu du lịch sau Nha Trang. Và hơn nữa gần cạnh Cam Lâm thì là gì? Ở dưới này là vịnh Cam Ranh. Có nghĩa đây là gần thành phố Cam Ranh. Người nhá, à, Cam Lâm nó sẽ nằm giữa hai thành phố là thành phố Nha Trang và thành phố Cam Ranh. Vị trí địa lý của nó là nằm giữa hai thành phố lớn. Và thứ hai là Cam Lâm thì khi mình zoom nhỏ lại, mình zoom thì mình thấy định hướng như nào. Đầu tiên khi mình nhìn thấy sân bay quốc tế Cam Ranh này thì mình hiểu rằng cái định hướng phát triển của Nha Trang và Cam Lâm nó sẽ như nào. Có nghĩa là khi mà mình hạ chân xuống sân bay quốc tế Cam Ranh này, mình sẽ đi lên Nha Trang mất khoảng 40 phút. Wow, đây là một cái điều đặc biệt, đây là một cái kỳ du lịch rất là tốt nhé. Nghĩa là vị trí này gần sân bay hơn Nha Trang, có nghĩa là gì? Sau này khách du lịch họ về đây, họ du lịch thì gần hơn trên Nha Trang, tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được chi phí. Đúng không ạ? Thì gần như là tôi theo cái nhìn nhận ấy, thì Khánh Hòa họ định vị lại Cam Lâm nên họ cũng mới quy hoạch cho một cái sân bay quốc tế nha, Cam Ranh xuống đấy thì đúng không mọi người? Đấy, họ muốn đưa Cam Lâm trở thành cái nền kinh tế du lịch sau này. Nên là vì sao rất thời điểm này Cam Lâm lại được nhiều nhà đầu tư săn đón như vậy. Họ nhìn được thấy rằng đây là sân bay quốc tế và gần sân bay quốc tế là gần cả thế giới, mà khách du lịch ở đây họ nghỉ luôn đây, mất khoảng 5 phút thôi. Có tiện không ạ? Rất là tiện. Mà đi du lịch mà tiện như thế thì ai chẳng muốn đi, đúng không mọi người? Đấy, và hơn nữa là bây giờ về cái gọi là những cái yếu tố để làm sao phát triển du lịch thì sao, mọi người phải nhìn nhận bởi những cái yếu tố để muốn phát triển du lịch ấy. Thì đầu tiên ấy, đó chính là vị trí thì mình đã làm rõ rồi, nó nằm giữa hai thành phố lớn rồi. Bây giờ thứ hai là chúng ta có thể tìm hiểu về, đầu tiên là vị trí rồi này, ok rồi này. Thứ hai là mình tìm hiểu về những yếu tố giả sử như là về cơ sở hạ tầng hay sao. Nếu mà muốn phát triển du lịch mà không có cơ sở hạ tầng thì làm sao khách du lịch họ đến? Thì đầu tiên có sân bay quốc tế Cam Ranh này, một trong bốn sân bay lớn nhất của cả Việt Nam này, rất là tốt rồi. Thứ hai là mình nếu mà những khách mà họ muốn du lịch bằng tàu hoặc là đường biển thì sao, thì ở Cam Lâm có đường biển không? Thì đầu tiên mình có thể tìm kiếm xem ở Cam Lâm có đường biển không. Thì tôi có biết là ở Cam Lâm ấy, thì có một cái cảng biển Cam Ranh mọi người nhé. Cảng biển Cam Ranh. Đây, mọi người có thể thấy là đây là cảng biển Cam Ranh. Có nghĩa là sau này giả sử khách họ muốn di chuyển vào Cam Lâm, họ có thể đi lên về Cam Ranh này. Sau đó họ sẽ đi theo con đường quốc lộ 1A này để mình lên Cam Lâm. Bởi vì nó di chuyển chỉ mất khoảng tầm 10 đến 15 phút thôi về đến Cam Lâm. Chứ nó không phải là quá xa. Di chuyển tầm cũng lắm là khoảng tầm 30 phút. Nó thì nó có hai yếu tố, đầu tiên là sân bay này, thứ hai là về cảng hàng không này. Cảng hàng không này đầu tiên là về cảng biển này, hai cái rồi. Yếu tố thứ ba là gì? Có con đường gọi là quốc lộ 1A, con đường trải dài từ Bắc vào Nam.
đúng không ạ? Và hơn nữa là xem khu vực này đã có cao tốc hay chưa, và cao tốc thì nếu mà hiện tại nó như nào. Thì ở Cam Lâm thì cũng có một cái tuyến cao tốc, một cái tuyến cao tốc khu vực Cam Lâm này, chào chú mạng lag quá. Có một cái tuyến cao tốc nó chạy qua Cam Lâm, nó chạy thẳng ra thành phố Hồ Chí Minh. Thì đấy là một cái tuyến cao tốc. Thì mọi người dùng là những bất động sản phát triển như là Quảng Ninh này, Phú Quốc này, Quảng Ninh này, Phan Thiết này, hay là Vũng Tàu này, những vị trí đó thì có những yếu tố gì làm cho phát triển du lịch. Thì nó có đầy đủ 4 yếu tố: gần sân bay này, gần cảng biển này, có cao tốc này, di chuyển thuận tiện này, thậm chí là có phần đường sắt. Thì ở Cam Lâm cũng có một cái sắt, có một con đường sắt. Đây mọi người nhé, mình cho có thể cho mọi người xem. Đây. Đây là cái tuyến cao tốc nối đi qua Cam Lâm này. Và đây là con đường sắt này, nối trải dài từ Bắc vào Nam này. Thì về cơ sở tầng này sao? Đã đầy đủ cả 4 yếu tố. Về đầu tiên là đường bộ này, đường sắt này, đường không này, cảng biển này. Đây là một cái rất là lợi thế cho bất động sản ở Cam Lâm, đúng không ạ? Đấy. Và hơn nữa mình sẽ tìm hiểu tiếp theo là về cái gọi là khu dân cư, cũng như là về điều kiện tự nhiên. Về điều kiện tự nhiên tôi sẽ ít nói, bởi vì tôi đã vào đây thực tế rồi thì tôi khuyên các anh chị là không khí ở đây vô cùng tuyệt vời. Nó đầu tiên là nó rất là mát và dịu, nó không gắt như Hà Nội của mình. Mặc dù nó vẫn nắng nhá, nhưng mà nó không là nắng nóng, mà nó chỉ là nắng thôi. Gió rất là mát, buổi chiều ra tắm biển rất là sung sướng. Và có nhiều nhà đầu tư cũng như là khách hàng của tôi vào đấy, các anh chị nói là vào đấy thì đúng là sống, mà ở đây thì chúng còn thọ hơn 10 tuổi. Không khí trong này, con người thì hiền lành. Đấy, cái trải nghiệm rất là hay khi tôi vào đây. Thì điều kiện thứ nhất là trong này thì vô cùng tuyệt vời rồi. Và đặc biệt trong này khai thác du lịch được quanh năm, quanh cả năm nhé, chứ nó không như biển Bắc của mình. Đấy là một lợi thế đúng không ạ? Thì bây giờ tìm hiểu tiếp theo là về khu dân cư. Khu dân cư thì sao? Đây, khu dân cư thì ở đây là Cam Đức nhá, mọi người phải phân biệt là các xã nhá. Đầu tiên đây ngoài này Cam Hải Đông này, khu vực Cam Hải Đông. Sau cái đầm thủy triều này thì mình sẽ là xã Cam Hải Tây này, thị trấn Cam Đức này, xã Cam Thành Bắc này. Đấy, mọi người sẽ biết từ từng khu vực một, ba khu vực này, khu ven đầm. Đấy, thì đầu tiên khu vực nào là đông dân cư nhất thì đầu tiên nó sẽ là khu vực Cam Đức này, khu vực thị trấn Cam Đức. Nó khu quy hoạch bàn cờ rất là đông dân cư. Thì nếu mà mình muốn đầu tư ở Cam Đức này thì nó sẽ rất là an toàn. Còn nếu không thì mình sẽ đầu tư ở khu vực Cam Thành Bắc này. Thì Cam Thành Bắc với cả Cam Đức hay là Cam Hải Tây thì nó sẽ như thế nào? Thì mọi người theo góc nhìn mọi người đánh giá. Giả sử Cam Hải Tây thì nó là một khu có một cụm thương mại dịch vụ ở đây rất là lớn nhất Cam Lâm, lợi thế này. Thứ hai là Cam Đức thì dân cứ rất là đông, mua bàn cờ rồi này. Thứ ba là gì? Cam Thành Bắc thì sao? Nó gần với cả Cam Ranh, nó gần với cả Cam Ranh, và ví dụ sau này xây dựng cái cầu thì rất gần ra sân bay gần hơn. Đấy, thì mình hiểu được cái đấy thì mình nắm được cái định hướng, cũng như là mình lựa chọn cơ hội đầu tư theo tầm nhìn ngắn, dài hay là trung hạn ở bất động sản Cam Lâm Khánh Hòa, đúng không ạ? Nên mình chia sẻ tổng quát cho mọi người xem là như vậy. Thì phía nếu mà đầu tư du lịch biển thì có cái cụm này, nhưng nếu đầu tư khu nghiệp thì sao? Thì có trên này là có một cái khu nghiệp Suối Dầu này. Đây là một khu công nghiệp Suối Dầu để mình đầu tư cho các, để mình quan tâm và đầu tư theo cái lựa chọn cái tiêu chí. Và nếu mà đi sâu hơn nhé mọi người, đi sâu hơn thì mình sẽ đọc về quy hoạch của Cam Lâm, mình hiểu được quy hoạch, mình hiểu được cái định hướng tương lai. Còn đây chỉ là hiện tại thôi, Google Maps là nó chỉ là hiện tại thôi. Và mình đầu tư thì mình hướng đến điều tương lai đúng không, thì mình phải xem tương lai khu vực đó như thế nào. Thì mình phải qua cái bản đồ quy hoạch đầu tiên, mình phải hiểu và đọc hiểu rõ và đọc đã nhé mọi người nhé. Thì đầu tiên đây là bản đồ quy hoạch của huyện Cam Lâm 2030 ở trong thông tin land. Tôi có một cái video hướng dẫn anh chị xem rồi ấy. Ở trong thông tin land thì làm sao để giúp anh chị có nhiều góc nhìn và đầu tư tránh bị lừa. Thì mọi người có thể xem lại, mà khó khăn thì mọi người có thể bảo tôi để tôi chia sẻ. Và đây tôi sẽ hướng dẫn lại mọi người. Đây thì mình có thể xem bản đồ quy hoạch Cam Lâm này, thì tôi có thể hướng dẫn mọi người xem nhé. Đầu tiên mình phải hiểu trên này ký hiệu của nó là gì nhé. Mọi người nhìn bản đồ quy hoạch, mọi người nhìn không quen là mọi người sẽ bị loạn đấy, bởi vì nó nhiều màu quá. Thì đầu tiên nó chính là đây, thì bản đồ quy hoạch thì mọi người nhìn này, đầu tiên nó là màu này là OC đất trồng lúa nước này, là OK là đất trồng lúa nước còn lại này. Đấy, hay là CNN này đất trồng cây lâu năm này, đất nông nghiệp này, còn đất ở đâu, đồ đất ở thì sẽ hình dạng ký hiệu như này. Đất ở thì nó sẽ là ODT này, đất ở nông thôn này, ONT đất ở ODT đất ở đô thị, còn ONT đất ở nông thôn này, hoặc là DRA là đất bãi thải xử lý chất thải, là sự đầu tư những đất như này thì chết à. Thì đầu tiên là mọi người hiểu được cái tổng quan về đất lúa này, đất trồng cây này, cũng như đất thổ cư, cũng như là đất trồng đất ở đô thị, cũng như đất ở nông thôn ấy. Thì khi mình nhìn vào bản đồ quy hoạch thì sao? Thì đầu tiên đây Cam Hải Đông đúng không?
Thì vì sao ngoài mặt biển này đẹp như vậy, sao đất màu hồng? Đầu tiên thì nó đất thương mại dịch vụ TMD, đất thương mại dịch vụ dành cho 45 cái resort 5 sao, đúng không ạ? Đất đất TMD là toàn đất thương mại dịch vụ hạng rẻ chỉ có 50 năm thôi. Còn đi sâu hơn nói trong thì sao? Nghĩa cũng đất như nào? Đây là sử như đất nấm nào đất màu hồng đấy, HNK nhưng đất HNK chuyển đổi thành đất ôn là T này. Hoặc là đất HNK chuyển đổi ôn là T như đây, đất ở dự án đấy, đất ở dự án, đất ở dự án. Thì mình nhìn vào cái bản đồ quy hoạch này mình hiểu nghĩa là gì? Cam Hải Đông nó sẽ là một khu quy hoạch thương mại dịch vụ cho các dự án để phát triển khu vực, để phát triển du lịch, chứ rất ít để cho dân sinh ở ngoài khu vực gần biển như này, đúng không ạ? Đấy, thì như vậy thì bây giờ mình tìm hiểu thì mình đầu tư những cái vị trí như nào. Đầu tiên mình có thể đầu tư, nếu ở Cam Hải Đông mình có thể xem những cái vị trí như này này, đây ONT này, nó chuyển đổi đến ONT này, đúng không ạ? Hoặc đi sâu hơn một chút vào trong, giả sử như đây cái trục chính này, đất bãi công viên này, đây là cái con đường duy nhất thông vào biển hiện tại nhé. Thì sau này hai bên đường này họ quy hoạch thành thương mại dịch vụ hết. Không, nếu mà mình ngày xưa mình đầu tư theo kiểu như là mình định hướng tương lai, mình phát triển, mình ăn theo cái sóng ấy, ăn theo cái sóng mà mình ăn mặt đất mặt đường mở rộng ấy. Nhưng mà bây giờ nhà nước họ quy hoạch thành thương mại dịch vụ rồi, đúng không? Thì làm sao bây giờ thì mình phải chịu thôi. Đấy là cái rủi ro khi mình đầu tư. Nên là nhiều nhà đầu tư bây giờ họ sẽ đi sâu vào trong khu vực trong đầm này đấy. Còn như cả cụm này, cả cụm này thương mại dịch vụ này, toàn đất trồng cây lâu năm đó. Nếu mình đầu tư những khu này sau này nhà nước thu hồi hết này. Ở đây giả sử những vị trí gần đầm như này, ONT này cũng rất là đáng để mình nghiên cứu và đầu tư này. Cái cụm ONT ở Cam Hải Tây này, đây đường đi Thiên Hoàng này, đường này, và khi mà mình xem cái chiếc quy hoạch thì mình biết được cái đường của nó mở rộng như nào. Giả sử đường đi Thiên Hoàng lối duy nhất ra biển nhé, mọi người có thể đo trên cái thông tin len nhé. Đây tôi sẽ đo cho anh chị xem này, đường này là 40m, người luôn 40,74 gọi là 40,73m. Đấy mọi người hình dung nhá, đầy đủ hết toàn bộ các khu này tầm 40m. Đấy thì như vậy thì nó sẽ là một cái cú hích cũng như là cái định hướng phát triển mới của Cam Lâm khi mà đường này mở rộng, đúng không mọi người? Đấy, khi mọi người hiểu cái thông tin này, mọi người xem và xử những lô đất mà đất màu hồng này, đất màu tím này, thì mọi người sẽ biết được cái vị trí của nó như thế nào. Đấy, kể cả con đường quốc lộ 1A sau này mở rộng thành con đường 72m thế. Đấy, mọi người hình dung không? Là cụm gần đầm này nó sẽ là đất thương mại dịch vụ. Đấy, có nghĩa mình hiểu rõ được tổng quan về Cam Lâm thì mình sẽ phân tích chia sẻ nó rất là dễ dàng. Cái câu chuyện mà tôi hướng dẫn mọi người đây nó không chỉ là một phát mà mọi người biết được luôn, mọi người phải nhìn hàng ngày thì mọi người mới rõ được tổng quan của Cam Lâm. Bởi vì tôi nhìn bản đồ quy hoạch này cũng gần được khoảng hơn 1.5 năm rồi, nên tôi tìm vị trí đất rất là nhanh. Là mình cũng như là mình hiểu được những cái định hướng phát triển của Cam Lâm như nào và những vị trí nào nó đẹp. Ở trên này xã Cam Hòa này, tôi bán một khu của xã Cam Hòa rất là đẹp. Nhà đầu tư thắng được khoảng tầm 70% sau một năm rồi. Rất là vui, tôi rất là vui những cái điều đấy. Thì nếu mà anh chị mà cảm thấy gặp khó khăn gì trong Cam Lâm có thể nhắn qua cho tôi vẫn giúp nhiều nhà đầu tư mà. Thế khi mà mình nhìn cái quy hoạch này mình có thể xem được những con đường trục chính Cam Lâm là gì, giả sử nhé. Đường Quốc lộ 1A, đường Lý Thiên Hoàng, đường Lê Lợi này, Ngô Gia Tự này, đường Đại Hàn này. Hay là dưới này đường Đồng Mà Nhìn Suối Cát này, Đinh Lâm Suối Môn này. Đấy, mình hiểu rõ được cái định hướng của Cam Lâm, cũng như là mình hiểu rõ được những con đường trục chính của Cam Lâm. Đấy thì mình tự tìm hiểu. Nói chung là anh chị mà đã tìm hiểu Cam Lâm rồi, mọi người đây cái chia sẻ tổng quan để tôi giúp anh chị làm sao hiểu rõ về Cam Lâm thôi. Đấy, nếu mà anh chị mà gặp vấn đề thì có thể nhắn qua tôi Long Ngọc Suối Môn cùng, và cảm ơn quý anh chị nhiều luôn.